Rồi, bây giờ em cho các chị mình comment tầm 1 phút nữa để săn cái đầm này với mức giá là 0 đồng. Thì chị nào chưa có xuyên, chưa có chia sẻ like thì các chị nhớ là mình chia sẻ like giúp em nha. Rồi, đây mọi người nhìn cho em nè. Cái này là trên 70 luôn đi, chờ đến giờ em thấy rất là nhiều chị mình comment gần như là còn 1-2 số nữa là đúng rồi. Bây giờ em báo luôn là trên 70 các chị ha. Rồi, trên 50 mọi người comment cứ 60-60 hoài, bây giờ lên trên 70 luôn. Rồi, bây giờ chị nào chốt rồi các chị ơi, mình comment liền giúp em mọi người nha. Nhớ là comment trên 3 lần giùm em nha các chị. Rồi, hai chữ số này là hai chữ số lẻ cho em nha các chị nha. Và đừng quên là mình chia sẻ like giúp em về trang cá nhân hoặc là hội chợ nhóm giúp em luôn. Tầm 3 lần, 5 lần gì đó là đã được rồi. Ok nè, bây giờ chị nào mình comment thì chị comment liền cho em nha. Vừa mới nghĩ là trên 70 mà rất là nhiều chị mình comment 50 giùm em luôn. Trời đất ơi, rất là buồn luôn á mọi người. Đã gợi ý như vậy luôn ha các chị ha. Rồi, bây giờ thì chị nào mình đang còn có mặt trên đây ngày hôm nay nữa thì em cho mọi người săn cái đầm này với mức giá 0 đồng tầm là 1 phút cuối cùng nữa nha các chị nha. Rồi, 1 phút cuối cùng nữa trên đây ngày hôm nay, chị nào mà mình chưa chia sẻ like thì mình chủ động chia sẻ like và comment liền cho Hiền nha các chị nha. Rồi, 87 chưa đúng nè, thấp xuống một xíu giùm em nha. 99 cao quá. Rồi, bây giờ thì cho mọi người gì đó cũng nhiều lắm. Nên là chị nào mình còn có mặt trên livestream ngày hôm nay của Rạng Mỗi Ngày thì các chị mình thông cảm giúp em ha. Nhưng mà yên tâm là bên em vẫn có cái mức giá rất là yêu thương cho các chị. Vậy nên là chị nào mình được chốt cái đầm này mức giá là 0 đồng, chủ động mình chụp màn hình những cái lần các chị đã chia sẻ like và gửi inbox cho shop trước 1 tiếng các chị nha, để bên em xong khi tắt like thì sẽ kiểm tra đơn hàng của chị nào mình nha. Rồi, bây giờ thì chị nào mình còn trên like các chị ơi, em đã công bố rồi với comment là sao nè. Rồi ha. Hiện tại thì rất là nhiều chị mình vào livestream này. Ok chị nha. Vậy là bên em chốt đơn chị với mức giá là 0 đồng thì có gì chị chụp màn hình gửi vào inbox liền cho shop nha chị Thanh Hằng nha. Rồi, để cho các chị nhà mình, do là em thấy chị nào mà hiện lên cái điện thoại của em đầu tiên á thì em sẽ thấy đầu tiên, và đây là những chị nào ví dụ mà mình vào sau hay là em chưa thấy thì các chị thông cảm cho em. Mình còn rất là nhiều cái livestream lần sau nữa nha các chị nha. Rồi, hiện tại thì chị nào mình đang có mặt trong livestream ngày hôm nay của Rạng Mỗi Ngày, các chị chưa săn được đồng với mức giá 0 đồng thì bên em vẫn đang có mức giá săn sale cực kỳ yêu thương cho các chị luôn. Thì mọi người nhìn cái phần đầm em đang mang ha. Rồi, em đang mang cho mọi người cái phần đầm ha, nhí trên cái nền vải màu xanh và phía trong lớp lót, mà đây cực kỳ dễ mang cho các chị luôn. Hiện tại thì sản phẩm này bên em á các chị sẽ có mức giá bán cho các chị mình đó là 280.000. Nhưng mà trên live ngày hôm nay, tại vì em thấy các chị comment khá là nhiệt tình, vậy nên là bây giờ em sẽ cho mọi người săn sale là 199.000 các chị nha. Rồi, bây giờ cho